Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn truyện ngắn Báo Hiếu Trả Nghĩa Cha của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Người đọc Thái Hoàng Phi. Mưa phùn gió bất, rét buốt đến tận xương. Nhưng mưa, gió, rét có hề chi đến bữa tiệc dỗ ông cụ đẻ ra ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ô tô con cợp. Bởi vì trong buồng khách cửa đóng kín mít, hơi lửa lò sưởi xông lên nóng rực, mà khách đến chơi ông nào cũng gói mình vào đến trăm thứ áo, lại xù xù ở cổ một chiếc chăn con. Khách đến dự tiệc toàn là hạng ông nọ ông kia, danh giá, mà ông chủ nói là chỗ thân, cho nên cố mời cho kỳ được. Vì chính ông cũng là hạng tai mắt trong phố phường, ông là nhà tư bản vậy. Vả lại không nhân ngày dỗ bố mà làm bữa tiệc cho thật linh đình, mời mọc cho thật đông khách, để tỏ rằng mình tuy nhờ trời làm ăn đã được khá, nhưng chẳng phải hạng uống nước quên nguồn. Bởi đạo làm con là phải báo hiếu cho cha mẹ, để khỏi phụ công sinh thành dưỡng dục, thì thế gian họ cũng cười cho. Nghề thế, phú quý sinh lễ nghĩa. Mà phú quý sinh lễ nghĩa thực, chẳng tin cứ nhìn cách cử chỉ của hai ông bà chủ nhà ra đón tiếp khách thì đủ rõ. Hai ông bà cũng béo tốt, đẹp đẽ, nhất là ông, cái bụng phưởng ra nắp trong bộ quần áo xếp nếp cứng thẳng như cái hộp, tóc bóng mượt nhẵn như cái gáo lĩnh úp trên đầu, không chịu kém vẻ đẹp với bộ ria sữa khéo như vẽ. Miệng lúc nào cũng chực tóe ra một chuỗi cười, vì ngày hôm nay bổn phận ông là phải hay cười, mà đã cười thì cười cực to, ôm bụng mà cười, cười cả từ câu nói buồn cười đến câu nói không buồn cười. Nghĩa là ông hết sức khoe cái cười lấy lòng, cái cười thiệp đời của nhà tư bản. Phải, người ta đã chẳng quản mưa, gió, rét, mướt, mà quá bộ đến nhà để chiếu cố, thì mình phải lấy làm hân hạnh, vui vẻ mới được. Cho nên ai đến, ông cũng chắp tay vái chào cung kính, rồi mời mọc ân cần, quý quý hóa khóa, ăn nói rõ ra một nhà nền nếp gia giáo. Trong buồng ăn tiệc đã dọn trên bàn, cái bàn chữ nhật rải trên một tấm khăn trắng nuột, cốc to cốc nhỏ, chai lớn chai con, bát sứ đĩa tay bày la liệt, nhưng có thứ tự, lóng lánh dưới ngọn đèn trăm nến. Chuông 6 giờ vừa dứt, khách đến đã đủ. Một tiếng ông chủ mời thì 144 chiếc chân, vừa chân người vừa chân ghế, lê sền sệt trên nền gạch tây bóng lộn. 24 chiếc cốc đầy rượu đụng nhau, chủ khách bắt đầu cầm đũa. Xin ngài cho chúng tôi vào, vô phép bà chủ. Câu nói vừa dứt thì đã thấy bà chủ ở trong buồng đi ra, chắp tay tươi như cái hoa. Các quan đã có lòng yêu chúng tôi mà đến chiếu cố bữa cơm thường nhà chúng tôi, chúng tôi xin đa tạ, xin rước các quan sơ rượu. Chúng tôi chẳng dám tin là bữa cơm thường, kỳ cụ cố ông mà ông bà làm to thế này thì chúng tôi tự xét mình lấy làm xấu hổ vì bất hiếu. Thôi, nhờ bà nói giúp cho chúng tôi xin vô phép cụ cố bà. Thưa các quan, cảm ơn các quan. Cụ bà chúng tôi ở trong nhà quê à. Nhiều lần chúng tôi mời ra ở đây nhưng không chịu đi, cho nên chúng tôi vẫn lấy làm ân hận lắm. Cái lễ phép tắc trách đã làm xong, chủ khách ăn uống rất êm đềm vui vẻ. Êm đềm vui vẻ thực, sung sướng thay, củi lò sưởi nổ đơm đớp át cả tiết giọt mưa phùn, chuyện nói to làm lấp cả tiếng gió bất thổi, hơi rượu nồng nàn, ai nghĩ đến rét buốt thấu tận xương. Mưa phùn gió bất, rét buốt thấu tận xương. Ngoài đường phố, ở quảng trước cửa nhà có bữa tiệc này, có một người đàn bà lưng khoác áo tơi lá, đầu đội chiếc nón nghệ, dáng điệu bỡ ngỡ,
Bà dòm hết nhà nọ đến nhà kia mà lại dòm một cách ngốc dại, nghĩa là không nghĩ đến rằng lỡ người ta đuổi hay mắng, cho là định rình ăn cắp, người ta bắt lên cẩm thì sao? Dòm chán rồi lại hỏi thăm, mà hỏi chỉ đọc nói trống không. Khi chẳng ai hoài hơi mà trả lời thì bà ta cũng không biết phàn nàn, hoặc sửa lại câu hỏi cho nhã nhặn thêm chút ít. Ấy thế rồi chịu đứng ngoài đường, như yên trí rằng ở đây cũng như ở nhà quê, không có xe pháo qua lại. Bà lại nhìn quanh quẩn từng nhà một. Hàng 15 phút, bà ta loanh quanh đi lại đến 5-6 lượt, rồi nhận thấy có một cái nhà có cái mái chĩa ra. Bà bèn đứng lại để trú mưa. Người đàn bà ấy trạc ngoài 60, trông rõ quê mùa, đần ngốc, mặt mũi đen đuổi, dăn gieo, xấu như con khỉ. Hai mắt thì toét nhoèn những dữ, cái hàm trên thì chìa ra như mái hiên, hai tay thì lóng cống, dí cái nút buộc giải yếm vào tận mắt, lúng túng cởi mãi mới lấy được một miếng trầu bỏ vào mồm, nhai phớm phém. Trông lại càng xấu. Cái áo vải nâu dày cơm cộp, cái quần một ống, nói nôm na là cái váy, lùng thùng như cái bồ, chỗ thì ướt, chỗ thì khô. Có lẽ là bộ cánh quý nhất nên ra tỉnh mới dám mặc đến, nay bị ướt thì tiếc, nên cố vắt mãi cho khỏi đẫm nước mưa. Rồi lại cởi cái khăn vuông ra để hở cái đầu bạc trọc tết mà gãi, nhăn mặt lại mà gãi, rồi lấy ngay cái khăn đội đầu ấy mà lau chỗ gấu váy có dính đất. Gớm, sao mà người đâu lại có người không biết thế nào là bẩn cả. Rét đã run lên chẳng được, lại còn cứ lẩm bẩm nói một mình, không biết nói những gì. Tính công tính việc, hay là than thở, hay là vui thú cái chi chi. Nhưng thực thế rõ là cái lối người từ thuở bé chưa hề được thấy cái gì là hễ hả. Đưa ngồi thì bỗng đằng sau lưng có tiếng mở cửa. Người đàn bà nhà quê quay lại thì thấy trong nhà đèn điện sáng trưng, lố nhố bao nhiêu người hình như ăn uống. Chỉ trong thoáng có thế thì thấy cửa lại khép lại và có người đi ra. "Ê Lê, chạy, chốc nữa hãy đến, người ta vừa mới ăn." Nói xong người ấy đi. Bà lão nhìn theo không hiểu họ bảo ai, nhưng chừng cũng đoán rằng người ấy là bồi tiệc ở cái nhà này đây. Cho nên một lát sau trông thấy người ấy về, bà lão đứng ngay dậy toan hỏi, nhưng chưa nói được gì đã bị mắng ngay câu nữa: "A Lê, không đi đi thì ông ấy ra bây giờ." "Đây có phải nhà ông chủ không?" "Ông chủ nào không biết, A Lê đi." Thế rồi cửa lại hé ra rồi áp lại, người ấy vào trong mất. Bà lão cố liều rón rén bước lên bậc thềm cao, dòm qua cửa kính, vì đèn sáng nên trông rõ lắm. Rồi không biết nghĩ sao, bà lấy tay sờ mãi vào cửa để mở, nhưng không biết cách nào, bèn lay thình thình như không sợ hãi gì cả. Một người đứng hầu chạy ra mở cửa, có lẽ là người ban nãy, cho nên thấy bà lão thì đẩy ra và nói: "Đi, chốc nữa." "Dạ." Cánh cửa lại đóng tánh thình. Bà lão nhìn theo thì thấy người hầu ấy khoanh tay đứng nói gì với một người đưa ngồi ăn. Mà chính vì đã trông thấy người ngồi ăn ấy nên bà lão mới dám bạo dạn như thế. Người ngồi ăn ấy tức là ông chủ nhà, chủ hiệu xe cao su, kiêm chủ hãng ô tô con cọp. Ông chủ đứng phắt dậy, phưởng bụng đi ra mở cửa. Bà lão mừng rỡ, hiếp mắt, nhăn nhó cái mặt để cười và nói to tướng: "Thành ra tôi ngồi ngay ở cửa nhà mà không biết." Ông chủ nhà cao mặt, ra ý không bằng lòng, tặc lưỡi một cái, rồi cánh cửa lại đóng ập lại. Bà lão không hiểu ra sao, hay là mình trông lầm chăng? Ấy thế mà còn ngốc quá, bà cố cậy và đẩy cửa mãi, nhưng may không sao đẩy được. Nhìn theo vào, bà thấy cái nhà ông ấy đi tuột vào trong, mà khi ra ngồi vào bàn tiệc thì lại cười nói như trước. Độ 15 phút sau, có người đập tay vào lưng. Bà lão quay lại thì cười ấy nói: "Tôi đưa bà cụ đi vào cổng đằng này, ông tôi bảo thế." "Không được đi lối này à? Ông tôi đương có khách." Bà lão bước xuống thềm đi theo.
vòng hai phố thì đến một cái cổng hơi rộng. Cổng mở, bà bước vào, đi qua một cái sân thì đến cái nhà con. Trong có chiếc ô tô bóng nhoáng. Người ấy bảo: "Bà cụ ngồi tạm đây." Bà lão nhìn bốn bên, đèn tuy sáng nhưng cũng không hiểu mình ngồi tạm nhà ai, mà nói rằng ngồi chứ có cái gì để ngồi đâu. Vả mũi và hôi thối quá nên chỉ mong chóng có người đưa về để lễ và để nằm nghỉ, vì đi xe ngót một giờ đồng hồ cũng mệt. Bà lão nóng ruột quá. Nhưng may sao, một lát sau thấy có người đi đến. Bà lão nhờ nhắn ông chủ xuống cho mình hỏi. Độ 10 phút, quả nhiên có tiếng gót giày lợp cợp nện trên sân gạch. Bà lão cố nhìn xem ai. Mừng quá, thật đích là ông chủ. Ông chủ đứng trước mặt bà lão, nét mặt hầm hầm, trợn mắt, khoanh tay vào ngực mặt cắt. "Một xíu nữa thì làm tôi ê cả mặt. Ai bảo bà ra làm gì?" Bà lão chưa kịp trả lời cái câu hỏi không ngờ thì đã bị mắng luôn mấy câu nữa. "Tôi đã cấm bà không được ra đến đây kia mà. Đã một lần trước rồi mà. Không chừa. Bà không biết để sĩ diện cho tôi. Đây này, bà cầm lấy, bà về đi. Mặc kệ bà, bà phải về ngay bây giờ. Mới có hơn 7 giờ, còn sớm." Nói xong, ông ấn vào tay bà lão một cái tròn tròn, rồi quay gót trở lên và gọi rầm rĩ: "Thằng bếp đâu rồi? Mày đưa bà ấy ra, mà mày phải bảo chúng nó rằng tao cấm, không đứa nào được kéo bà ấy cả. Cho mà đi bộ để bận sao mà chưa." Bà ấy là ai? Bà ấy là một người đàn bà quá, đã ngoại 30 năm nay. Có một đêm bà ấy trót dại chiều chồng mà tình cờ đẻ ra được một đứa con trai. Sinh được ít lâu, trời bắt tội bà ấy quá bùa. Nhà nghèo làm ăn vất vả, kiếm chẳng ăn đủ. Nhưng bà ấy chẳng nhẫn tâm bỏ đứa bé thơ ngây trả nhà chồng để bước đi bước nữa mà vui thú với cái tuổi xuân đường hơ hớ. Qua mấy năm khó nhọc, khi xài, khi đẹn, suýt chết mấy lần thì đứa bé đến tuổi đi học. Rồi vì nghèo khổ quá, nó phải ra tỉnh kiếm ăn theo anh em. Nhờ được cái nó nhanh nhẩu, láo lĩnh, liều lĩnh, mà chẳng biết nó làm ăn ra sao. Nó có được ít vốn, rồi lấy được ở đâu một con vợ giàu. Từ đó thằng ấy một ngày một khá, buôn bán phát tài, nay giàu đến hàng 10 vạn. Thằng con ấy tức là ông chủ hiệu xe cao su, kiêm chủ hãng ô tô con cọp vậy. Bà lão lẫy bẫy theo người bếp lôi ra cửa ban nãy. Đến đường còn đưa ngơ ngơ ngác ngác, chưa rõ nên đi lối nào, thì không biết tâm trí để đâu, bà ta lập cập vấp một cái, ngã xoài ngay ra rãnh cống. Quần áo mặt mũi lấm bê bết, cái tròn tròn vẫn nắm trong tay bắn quăng đi. Bà lão cố sờ soạn, khi tìm thấy bèn dí vào mắt để xem, thì cái tròn tròn ấy là đồng hào ván. Mưa để khóc, gió để rên, rét để cắt đứt ruột mẹ người con mà họ đương khen là hiếu tử. Hết chuyện.